Hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 5, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Các chuyên gia cảnh báo Canada nên chuẩn bị sẵn sàng cho một số ca Covid-19 gia tăng sau kỳ nghỉ cuối tuần dài. Tỷ lệ người Canada được tiêm vaccine Covid-19 lần đầu tiên vượt qua Hoa Kỳ. Canada gia hạn lệnh ngưng các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ, Pakistan thêm 30 ngày. Ontario cung cấp liều vaccine AstraZeneca thứ hai sau khi tạm ngừng, bắt đầu mở lịch hẹn tiêm vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Doanh số bán lẻ tăng 3,6% trong tháng 3 khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng. Quebec cho biết thị trường nhà ở nóng bỏng của Montreal vẫn có giá cả phải chăng. Bỏ về lây lan vào các khu vực đô thị của Canada do biến đổi khí hậu. Và trong bản tin thế giới, Ấn Độ đối mặt với tình trạng thiếu thuốc chống nấm khi biến chứng hiếm gặp làm tăng thêm thảm họa Covid-19. Nghiên cứu tìm thấy loại coronavirus mới có nguồn gốc ở chó. IMF giới thiệu kế hoạch 50 tỷ đô la để chấm dứt đại dịch coronavirus. Tuấn Liêm cùng biên tập viên Semi Hoàng xin chào quý vị và cảm ơn quý vị đến với bản tin Canada và tin thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất được in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture để đọc các bản tin cũng như các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi mời quý vị miễn phí đăng ký subscribe và nhớ bấm ngay nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và kết lệ của quý vị bằng cách giao lưu với ban biên tập chúng tôi thông qua phản hồi comment mang tính xây dựng chia sẻ share video của Culture Channel cho nhiều người quen và mỗi khi xem bản tin đều nhớ bấm like nếu các bạn thấy thông tin hữu ích xin cảm ơn các bạn sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết chương trình tiêm chủng vaccine covid-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1 888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario. Các chuyên gia cảnh báo Canada nên chuẩn bị sẵn sàng cho số ca COVID-19 gia tăng sau khi kỳ nghỉ cuối tuần dài. Khi người dân Canada bước vào cuối tuần dài có ngày Victoria, có những lo ngại rằng các cuộc tụ họp xã hội có thể gây ra sự gia tăng đột biến các ca COVID-19 trong nước. Donald Vinh, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và một nhà vi trùng học tại Trung tâm Y tế Đại học McGill cho biết, quý tuần dài sẽ là một thách thức trên toàn quốc với sự mệt mỏi vì đại dịch, thời tiết tốt và chưa đến một nửa dân số được tiêm một liều vaccine. Tất cả đó tạo thành một cơn bão hoàn hảo đang hình thành. Phó Giám đốc Y tế Công cộng của Canada Howard No cũng cảnh báo người dân Canada về mức tăng đột biến sau kỳ nghỉ. Joro Aven, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Đại học Queen ở Kingston, Ontario, cho biết ngay cả khi một đợt tăng đột biến xảy ra, con số sẽ là nhỏ vì số lượng tiêm chủng cao hơn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy liều vaccine đầu tiên cho đến nay là quan trọng nhất nhân viên y tế ở tỉnh British Columbia, tiến sĩ Bonnie Henry vào tuần trước chia sẻ mô hình cho thấy 98% các ca COVID-19 mới nằm trong số những người chưa được tiêm vaccine. Chỉ 1,7% các ca được báo cáo trong tỉnh được thấy ở những người đã được tiêm một mũi vaccine COVID-19, trong khi 0,2% các ca được báo cáo ở những người đã được tiêm cả hai liều. Nhưng bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào, Phó Giám đốc Y tế Nu cho biết mỗi người nên tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng tại địa phương của họ. Trong tuần này, một số tỉnh đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại khi số ca lây nhiễm hàng ngày tiếp tục giảm. Tại Ontario, bắt đầu từ thứ Bảy, cư dân sẽ được phép sử dụng các cơ sở giải trí ngoài trời với những hạn chế lệnh ở nhà có hiệu lực cho đến ngày 2 tháng 6. Trong khi đó, Manitoba đã công bố các hạn chế COVID-19 mới vào ngày thứ Năm, bao gồm việc hạn chế các cuộc tụ tập ngoài trời chỉ dành cho những người trong cùng một hộ gia đình. Tiến sĩ Nô hôm thứ Sáu kêu gọi người dân Canada không mất cảnh giác vào cuối tuần này. Hành động của chúng ta vào cuối tuần dài này rất quan trọng, ông nói. Khuyên mọi người nên dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời và chọn các hoạt động ít rủi ro, chẳng hạn như là gia đình đi bộ đường dài, đi bộ quanh khu phố hoặc tiệc nướng ở sân. Tiến sĩ Vinh đồng ý và nói rằng các hoạt động ngoài trời có nguy cơ lây truyền COVID-19 thấp hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi ở bên ngoài, người dân nên tránh tiếp xúc gần với những người khác. Hơn nữa, những người già yếu, ốm yếu hoặc những người bị suy giảm miễn dịch phải được bảo vệ và giữ khoảng cách trong mọi trường hợp vì họ có thể không được chủng ngừa đầy đủ. Tỷ lệ người Canada được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên vượt qua Hoa Kỳ. Tỷ lệ người Canada được tiêm vaccine COVID-19 lần đầu tiên đã vượt qua Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Canada vẫn kém hơn so với Hoa Kỳ về số lượng người tiêm hai liều. Theo Our World in Data, chỉ hơn 4% dân số Canada được tiêm chủng đầy đủ, trong khi đó 48,2% dân số Hoa Kỳ đã nhận được ít nhất là một liều vaccine trong khi 38,1% được tiêm chủng đầy đủ. Đó là những số liệu báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC. Khoảng cách giữa hai quốc gia đã từ từ được thu hẹp khi Canada bắt đầu tăng cường phân phối vaccine trong những tuần qua. Nhu cầu cũng vượt xa nguồn cung. Mặc dù là Hoa Kỳ có rất nhiều vaccine, nhưng tỷ lệ tiêm chủng đã chậm lại. Và các chuyên gia tin rằng có thể là do tỷ lệ do dự vaccine ở phía nam biên giới cao hơn so với Canada. Một số tỉnh của Canada cũng đã vượt xa các bang lân cận trong việc tiêm liều vaccine đầu tiên. Ontario đã tiêm một liều cho 46,5% dân số của mình, trong khi tiểu bang sát biên giới Michigan là 46% và Manitoba đã tiêm chủng cho 42,7% dân số của mình với ít nhất là một liều, trong khi tiểu bang giáp biên giới North Dakota đã tiêm phòng cho 40,7% ở Canada, mặc dù nhiều tháng có nhiều thông điệp rối rắm về việc tiêm vaccine AstraZeneca, nhưng sự do dự về vaccine đang có xu hướng giảm xuống, theo cuộc thăm dò gần đây của Angus Reid. Cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Hai cho biết tỷ lệ những người không muốn tiêm chủng tiếp tục dao động ở mức khoảng 10% dân số, mặc dù là tỷ lệ này đang giảm dần. Ontario cung cấp liều vaccine AstraZeneca thứ hai sau khi tạm ngừng Ontario đang tiến tới việc cung cấp liều vaccine AstraZeneca thứ hai cho một số người đã tiêm mũi đầu tiên. Tỉnh cũng đang giảm bớt các hạn chế đối với việc thăm khám tại nhà chăm sóc dài hạn. Những người Ontario đã tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 có thể chọn tiêm liều thứ hai trong khoảng cách 10 tuần giữa hai liều trong tuần của ngày 24 tháng 5. Giai đoạn đó nằm trong một dự án thử nghiệm khi những liều AstraZeneca đầu tiên của tỉnh được tiêm thông qua các hiệu thuốc ở Toronto, Kingston và Windsor, cũng như thông qua các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính ở một số vùng. Những người muốn tiêm mũi thứ hai trong khoảng thời gian 10 tuần nên liên hệ với hiệu thuốc hoặc bác sĩ chăm sóc chính, người đã tiêm liều đầu tiên cho họ. Các nhà thuốc và bác sĩ đó cũng sẽ liên hệ với những người đủ điều kiện. Nghiên cứu cho thấy rằng mũi thứ hai của vaccine AstraZeneca có hiệu quả cao nhất sau 12 tuần. Như Ontario hiện có khoảng 55.000 liều sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 5. Kế hoạch mới nhất đã được trình bày chi tiết bởi tiến sĩ David Williams, giám đốc y tế của Ontario, và tiến sĩ Dirk Heuer, điều phối viên ứng phó với ổ dịch của tỉnh. Cả hai nhấn mạnh rằng, Vaccine AstraZeneca an toàn và vẫn tương đối hiệu quả trong khoảng thời gian cách nhau 10 tuần giữa hai liều, với khả năng miễn dịch đạt đến mức như vaccine theo công nghệ mRNA như Pfizer và Moderna. Đối với những người được tiêm liều đầu tiên sau ngày 19 tháng 3, tỉnh vẫn đang hoàn thiện kế hoạch cho lần tiêm thứ hai. Một chiến lược sẽ được đưa ra trước khoảng thời gian 12 tuần, khi phần lớn những người đã được tiêm AstraZeneca sắp tới hạn cho liều thứ hai gần 1 triệu người ở Ontario đã nhận được liều AstraZeneca đầu tiên. Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên ở Ontario đủ điều kiện đặt lịch hẹn tiêm vaccine kể từ chủ nhật. Ontario cho biết đã đi trước lịch trình và sẽ mở các cuộc hẹn tiêm vaccine cho thanh niên từ 12 tuổi trở lên bắt đầu từ chủ nhật tuần này. Kể từ 8 giờ sáng, các cuộc hẹn có thể được đặt trước thông qua hệ thống và trung tâm cuộc gọi của tỉnh, cũng như tại các hiệu thuốc được chọn. Nhóm tuổi này sẽ được tiêm vaccine Pfizer và thanh thiếu niên phải 12 tuổi tại thời điểm đặt hẹn. Vaccine Pfizer hiện là sản phẩm duy nhất đã được Bộ Y tế Canada cho phép sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Chính phủ Thủ Hiến Doug Ford khuyến khích các thành viên trong gia đình đủ điều kiện nhưng chưa tiêm vaccine đến các phòng khám địa phương để thanh niên và gia đình được tiêm chủng càng nhanh càng tốt. Canada gia hạn lệnh ngưng các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ, Pakistan thêm 30 ngày. Canada đã gia hạn lệnh ngưng các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ và Pakistan thêm 30 ngày, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Omar al thông báo hôm thứ Sáu. Lệnh ngưng bay 30 ngày trước đó từ Ấn Độ và Pakistan vốn sẽ hết hạn vào thứ Bảy này và sẽ được gia hạn đến ngày 21 tháng 6. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về biến thể có khả năng lây truyền cao được phát hiện ở Ấn Độ. Bộ trưởng Elgabra cũng cho biết, số ca dương tính với Covid-19 đến từ các chuyến bay quốc tế kể từ khi hạn chế này được đưa ra đã giảm đáng kể. Dữ liệu của chính phủ liên bang đã chỉ ra rằng lệnh ngừng bay có thể đã giúp giảm thiểu sự xuất hiện của các ca Covid-19 ở Canada. Theo số liệu của Health Canada công bố vào đầu tháng này, trong 135 chuyến bay quốc tế từ 18 quốc gia khác nhau đã đáp từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 có ít nhất một hành khách có COVID-19. 36 trong số đó là các chuyến bay trực tiếp từ Ấn Độ và hai là từ Pakistan. Trong 2 tuần sau khi lệnh cấm có hiệu lực, tổng số chuyến bay có hành khách dương tính với COVID-19 đã giảm xuống còn 56. Trong hai tuần qua, con số đó lại giảm xuống còn 37. Một số tỉnh đang thực hiện các bước dự kiến để mở cửa trở lại trong bối cảnh số ca COVID-19 hứa hẹn sẽ giảm, trong khi một số tỉnh đã yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ thêm khi người dân Canada bước vào kỳ nghỉ cuối tuần dài thứ hai trong tháng 5 của đại dịch. Tại Ontario, các cơ sở giải trí ngoài trời sẽ mở cửa trở lại với một số hạn chế vào thứ Bảy vì các cuộc tụ họp ngoài trời lên đến 5 người sẽ được phép trở lại. Tỉnh đã đưa ra thông báo hôm thứ Năm khi công bố kế hoạch ba bước mở cửa lại. Sẽ dỡ bỏ các hạn chế về sức khỏe cộng đồng dựa trên tỷ lệ tiêm chủng và các chỉ số sức khỏe khác bắt đầu từ giữa tháng 6. Kế hoạch này được đưa ra khi các quan chức y tế cho biết việc kiểm soát đại dịch của tỉnh đang được cải thiện nhờ các biện pháp y tế hiện tại. Lệnh ở nhà hiện tại sẽ được duy trì đến ngày 2 tháng 6, ngoại trừ những thay đổi mới được công bố đối với một số hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, tại Manitoba, Thủ hiến Brian Pallister cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Justin Trudeau vào sáng thứ Sáu và yêu cầu 50 y tá chăm sóc đặc biệt và 20 bác sĩ trị liệu hô hấp để giúp chống lại số ca COVID-19 đang gia tăng. Thủ hiến Pallister cũng đang tìm kiếm tới 50 người để giỏi liên lạc từ cơ quan thống kê Canada. Tỉnh này đang nằm trong đợt đại dịch thứ ba và đang chứng kiến số ca mắc mới và số người được chăm sóc đặc biệt ở mức kỷ lục. Thị trưởng Winnipeg, ông Brian Bowman, người đã nói chuyện riêng với Trudeau, cho biết ông thất vọng với phản ứng đại dịch của chính quyền tỉnh cho đến nay. Mỗi tuần, chính phủ phản ứng với số ca tăng cao khi các bác sĩ và nhiều người trong cộng đồng, bao gồm cả tôi, nói rằng chúng ta cần các biện pháp chủ động mạnh mẽ, ông Bowman nói. Thị trưởng nhắc lại lời kêu gọi tăng tiền phạt đối với những người vi phạm lệnh y tế công cộng và cho biết các doanh nghiệp bán lẻ không thiết yếu nên đóng cửa. Các cửa hàng hiện vẫn được phép mở cửa với công suất 10%. Hôm nay, Manitoba báo cáo có 594 ca COVID-19 mới và 3 ca tử vong liên quan ngày hôm trước, giám đốc y tế công cộng của tỉnh, tiến sĩ Brand Rusin thông báo rằng người dân Manitoba sẽ cấm tụ tập ngoài trời với những người từ bên ngoài hộ gia đình của họ và chỉ một người trong mỗi hộ gia đình được phép vào cơ sở kinh doanh tại một thời điểm nhất định. Alberta, nơi đang chứng kiến sự sụt giảm tổng thể về số ca COVID-19 và đạt mức cao hàng ngày mới cho số liệu vaccine được tiêm vào thứ năm, sẽ chào đón tất cả học sinh K12 trở lại lớp học vào tuần tới ngoại trừ những học sinh ở thành phố khu vực Wood Buffalo. Theo tỉnh, việc học từ xa cho các trường học ở Wood Buffalo bao gồm Fort McMurray sẽ được kéo dài thêm một tuần nữa vì số ca bệnh ở đó không có xu hướng giảm như các khu vực khác. Trong khi học sinh của Alberta trở lại lớp học, thì Nova Scotia vẫn tiếp tục với việc học trực tuyến trong phần còn lại của năm học khi số ca COVID-19 tăng đột biến gần đây. Giám đốc y tế của tỉnh cho biết Tuần nghỉ lễ sắp tới sẽ phải yên tĩnh tương tự như năm ngoái. Các khu vực cắm trại của công viên tỉnh đóng cửa và các khu cắm trại riêng có thể chỉ mở cửa cho những người cắm trại theo mùa. Mọi người có thể đến cottage hoặc khu cắm trại theo mùa bên ngoài cộng đồng của họ, nhưng chỉ khi họ ở đó trong vài tháng tới. Tính đến tối ngày 21 tháng 5. Canada báo cáo có thêm 4.673 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.352.121. Trong số đó có 57.839 ca còn bệnh, 1.268.989 ca phục hồi và số ca tử vong là 25.162. Tới hôm nay, có hơn 20,3 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Trong đó có gần 18,7 triệu người hay là 49% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều. Ontario báo cáo có 1.890 ca mới và 27 ca tử vong. Số ca nhập viện do COVID-19 tiếp tục giảm, với 1.265 ca tại bệnh viện trên toàn tỉnh, trong đó có 715 ca tại ICU. Quebec báo cáo có 752 ca mắc mới và 9 ca tử vong. Chính phủ đang thúc đẩy việc tiêm chủng cho những người trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi kịp thời gian để trở lại trường học trong điều kiện bình thường vào mùa thu năm sau. Alberta ghi nhận có 732 ca COVID-19 mới và 2 ca tử vong. British Columbia ghi nhận 420 ca mới và 6 ca tử vong, tổng số 319 người đang nằm viện và 107 người được chăm sóc đặc biệt. Nova Scotia báo cáo có 84 ca COVID-19 mới và 2 ca tử vong liên quan. New Brunswick báo cáo 15 ca Covid-19 mới, trong khi giám đốc y tế tiến sĩ Jennifer Russell thông báo rằng một người thứ hai trong tỉnh đã tử vong do trường hợp máu đông hiếm gặp liên quan đến vắc AstraZeneca Oxford. Người này ở độ tuổi 50 đã chủng ngừa vào ngày 11 tháng 4 và đến bệnh viện 17 ngày sau đó. Newfoundland và Labrador báo cáo 10 ca Covid-19 mới vào ngày thứ sáu, trong khi Prince Edward Island báo cáo một trường hợp mới. Saskatchewan báo cáo 173 ca nhiễm COVID-19 mới và 2 ca tử vong. Ở miền Bắc, Nunavut báo cáo 1 ca COVID-19 mới. Doanh số bán lẻ tăng 3,6% trong tháng 3 khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng. Doanh số bán lẻ tăng 3,6% lên 57,6 tỷ đô la trong tháng 3 khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng ở một số vùng của đất nước nhưng cơ quan thống kê Canada StatCan cho biết ước tính sơ bộ cho thấy sự sụt giảm trong tháng 4 do các quy tắc được thắt chặt trở lại. Cơ quan này cho biết hôm thứ Sáu, một ước tính sơ bộ cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 4 đã giảm 5,1% do chính phủ đưa ra các biện pháp hạn chế để làm chậm lại sự lây lan của đại dịch. Nhà kinh tế Ksenia Bushmenova của TD Bank cho biết các ước tính sơ bộ kết hợp với dữ liệu chi tiêu và di chuyển cho thấy chi tiêu sẽ yếu trong tháng 4 và tháng 5. Nhà kinh tế cấp cao của CIBC Royce Mendes cho biết sau khi GDP tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu tiên, nền kinh tế trong quý thứ hai có khả năng sẽ suy yếu hơn so với dự kiến của Ngân hàng Canada. Doanh số bán lẻ trong tháng 3 đã tăng ở 10 trong số 11 phân ngành được theo dõi. Mức tăng tháng 3 nói chung được dẫn đầu bởi mức tăng 19,8% tại các cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng, thiết bị làm vườn. Trong khi đó, doanh số bán hàng tại các cửa hàng quần áo và phụ kiện tăng 23,6%, đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Doanh thu tại các cửa hàng thực phẩm và đồ uống giảm 1,3%, giảm 1,6% tại các siêu thị và cửa hàng tạp hóa khác, cũng như giảm 12% tại các cửa hàng thực phẩm đặc sản. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng bia rượu tăng 3,1%, doanh số bán lẻ cốt lõi, không bao gồm doanh số bán hàng tại các trạm xăng và các đại lý xe có động cơ và phụ tùng, tăng 4,7%. Quebec cho biết thị trường nhà ở nóng hổi của Montreal vẫn có giá cả phải chăng. Thị trường nóng hổi của nhà ở Montreal vừa được thêm vào danh sách theo dõi của Ngân hàng Trung ương Canada, nhưng chính phủ Quebec vẫn chưa lo lắng. Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Eric Girard cho biết, ngay cả khi nhà ở Montreal trở nên đắt hơn, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn vững vàng, đồng thời lưu ý rằng giá cả vẫn rẻ hơn nhiều so với các thành phố như Toronto và nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Chuyên nghiệp Quebec, Giá trung bình cho một ngôi nhà biệt lập đã tăng 18% ở khu đô thị Montreal vào năm ngoái và tăng 31% trong 4 tháng tính đến tháng 4 lên 473.000 đô la. Mức tăng giá căn hộ không hề kém xa ở mức 23%. Bộ trưởng Girard hoan nghênh các động thái của cơ quan quản lý ngân hàng và cơ quan quản lý tài chính của Quebec nhằm thắt chặt các quy tắc đủ điều kiện cho vay. Tỉnh cũng đang xem xét các biện pháp của riêng mình để đảm bảo những người săn nhà không từ bỏ việc thanh tra nhà ở để giành được giao dịch với những người đấu thầu khác. Giá chuẩn của một căn nhà ở Montreal là 483.200 đô la vào tháng 4, so với 1 triệu đô la ở GTA và 636.000 đô la ở Ottawa. Bọ ve lây lan vào các khu vực đô thị của Canada do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đã khiến số lượng bọ ve gia tăng và lan rộng vào các khu vực đô thị trên khắp Canada. Các trường hợp mắc bệnh Lyme do bọ ve cắn đã gia tăng trong thập kỷ qua. Heath Macmillan, giáo sư sinh học tại Đại học Carleton, nói điều này là do biến đổi khí hậu đã tác động đến sự di chuyển và lây lan của các quần thể bọ ve, khiến chúng rời khỏi môi trường sống truyền thống trong rừng, dọc theo đường mòn và nông thôn vào các trung tâm thành thị. Giáo sư nói, Năm nay chúng ta đã có một mùa đông đặc biệt ôn hòa, đặc biệt là ở miền Nam Ontario và cũng là một mùa đông ẩm ướt hơn. Đây là điều xảy ra ngày càng thường xuyên do biến đổi khí hậu. Chúng ta không nhận được nhiều tuyết phủ hay nhiệt độ thấp kéo dài và đây là điều khiến bọ ve sống sót tốt hơn trong mùa đông. Điều đó có nghĩa là chúng ta có nhiều bọ ve hơn vào mùa xuân. Bộ Y tế Canada đã báo cáo 2.636 trường hợp mắc bệnh Lyme vào năm 2019 so với 144 trường hợp vào năm 2009. Bọ ve đen, loài mang bệnh Lyme, được tìm thấy trong rừng, khu vực nhiều cây cối, lá và cỏ cao. Tuy nhiên, với thời tiết ôn hòa hơn, một số loài bọ ve đã có thể sống sót qua mùa đông, điều này dẫn đến sự gia tăng sinh sản và môi trường sống lan rộng. Hơn 88% các trường hợp mắc bệnh Lyme được báo cáo trong năm 2016 đến từ Ontario, Quebec và Nova Scotia người dân canada nên thận trọng và thực hiện các biện pháp bảo vệ giáo sư macmillan nói điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là mặc quần dài áo tay dài bọ ve không thể nhảy chúng leo lên người ta từ thảm thực vật ở tầng thấp vì vậy về cơ bản nếu bạn mặc đồ che kính da chúng sẽ ít có khả năng tiếp cận với da của bạn và cắn bạn hơn Bộ Y tế công cộng Canada cũng khuyến nghị sử dụng thuốc chống côn trùng cho quần áo vào máy sấy sau khi phơi ở ngoài trời và chăm sóc nhà cửa để ngăn ngừa lây nhiễm bọ. Chủ sở hữu vật nuôi cũng nên kiểm tra vật nuôi của họ. Nếu bạn bị bọ ve cắn, bạn có thể bắt chúng ra tại nhà. Bạn có thể nhổ chúng bằng nhíp, trong vòng 24 giờ thì khả năng chúng truyền bệnh Lyme là rất thấp. Bộ Y tế Canada khuyên nên kéo thẳng bọ ve ra khỏi da mà không làm nát nó để giúp đảm bảo rằng vi khuẩn từ bọ không xâm nhập vào máu. Sau khi loại bỏ bọ ve, chúng nên được đặt trong một hộp chứa an toàn và bạn nên liên hệ với các đơn vị y tế công cộng địa phương để giúp theo dõi nơi có bọ ve. Cái nóng như mùa hè đến với khu vực GTA trước cuối tuần dài cơ quan môi trường Canada đã ban hành một tuyên bố thời tiết đặc biệt cho các khu vực trong GTA, bao gồm cả Toronto, cho thấy các điều kiện thời tiết nóng và ẩm ướt vào ngày thứ Sáu. Nhiệt độ tối đa của ngày hôm qua đã đo được là 32 độ C và sau đó nhiệt độ vào đêm giảm xuống gần 20 độ C, giúp giảm bớt cái nóng. Độ ẩm tiếp tục kéo dài sang tới ngày thứ Bảy với nhiệt độ có thể ở mức là 34 độ C với nguy cơ có bão vào buổi chiều mưa rào di chuyển vào ngày Chủ nhật mang theo khói không khí mát hơn. Và đến ngày Victoria vào thứ hai thì nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống 18 độ C. Toronto cho biết sẽ tiếp tục mở các trung tâm làm mát khẩn cấp bất cứ khi nào cơ quan môi trường Canada đưa ra cảnh báo nhiệt. IMF giới thiệu kế hoạch 50 tỷ đô la để chấm dứt đại dịch coronavirus. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm thứ Sáu đã công bố đề xuất trị giá 50 tỷ USD nhằm chấm dứt đại dịch Covid-19 bằng cách tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số ở tất cả các quốc gia vào cuối năm 2021 và ít nhất 60% vào nửa đầu năm 2022. Theo các quan chức IMF, đề xuất này sẽ bơm khoản tiền tương đương 9.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu vào năm 2025 do hoạt động kinh tế được nối lại nhanh hơn, trong đó các nước giàu có khả năng hưởng lợi nhiều nhất. Cuộc khủng hoảng đã giết chết hơn 3,5 triệu người trên khắp thế giới và các dự báo cho thấy triển vọng sức khỏe rất bất bình đẳng vào năm 2022. Điều này gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho thế giới. Giám đốc điều hành IMF, Kristalina Georgieva, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe do Ủy ban Châu Âu và nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 tổ chức rằng việc các nước giàu tăng cường quyên góp là rất hợp lý để đảm bảo đại dịch chấm dứt nhanh hơn. Đề xuất này được xây dựng dựa trên những nỗ lực đang được thực hiện bởi cơ quan tăng tốc tiếp cận công cụ Covid-19 Act, Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và các nhóm khác. Việc thực hiện kế hoạch sẽ tiêu tốn khoảng 50 tỷ đô la, trong đó 35 tỷ đô la sẽ được chi trả bởi các khoản viện trợ từ các nước giàu, các nhà tài trợ tư nhân và đa phương và 15 tỷ đô la còn lại sẽ được tài trợ bởi các chính phủ quốc gia sử dụng nguồn cho vay thấp hoặc không lãi suất từ các ngân hàng phát triển đa phương. Ấn Độ đối mặt với tình trạng thiếu thuốc chống nấm khi biến chứng hiếm gặp làm tăng thêm thảm họa Covid-19. Hôm thứ Sáu, Ấn Độ cho biết họ đang làm việc để giảm bớt tình trạng thiếu thuốc điều trị một căn bệnh nấm hiếm gặp đối với bệnh nhân Covid-19 khi hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này lao đao vì làn sóng coronavirus. Các trường hợp nhiễm micromycosis hay nấm đen là một tình trạng nghiêm trọng có thể gây mờ mắt, đau ngực và khó thở đã tăng lên ở Ấn Độ, chủ yếu là bệnh nhân Covid-19. Ít nhất 7.250 trường hợp như vậy đã được tìm thấy trên khắp đất nước tính đến ngày 19 tháng 5, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Với các trường hợp nhiễm nấm gia tăng, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết họ đang tìm nhiều công ty hơn để sản xuất thuốc chống nấm Amphotericin B được sử dụng để điều trị và cũng tăng nhập khẩu thuốc này. Việc đó sẽ dẫn đến nguồn cung tăng gần 250% lên khoảng 570.000 lọ trong tháng 6. Một số bang của Ấn Độ như Maharashtra, nơi có thủ đô tài chính Mumbai, cho biết nguồn amphotericin B của họ đang cạn kiệt khi các trường hợp nhiễm nấm đang tăng đột biến và yêu cầu chính quyền liên bang cung cấp thêm. Sau một số bang khác, New Delhi cũng sẽ ngừng tiêm chủng cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 44 do nguồn cung thiếu hụt. Chính quyền bang cho biết trong một tuyên bố vào tối hôm thứ Sáu, Nhìn chung, tổng số ca nhiễm COVID-19 của Ấn Độ là hơn 26 triệu người, với số người chết là 291.331 người. Quốc gia này đã tiến hành khoảng 2 triệu cuộc xét nghiệm vào thứ năm, nhưng các chuyên gia cho biết, các ca nhiễm trùng và tử vong có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần so với ước tính chính thức khi virus lây lan vào vùng nội địa rộng lớn. Nghiên cứu tìm thấy loại coronavirus mới có nguồn gốc ở chó. Một loại coronavirus mới được cho là có nguồn gốc từ chó đã được phát hiện trong số các bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi vào năm 2017-2018 và có thể là loại coronavirus thứ 8 được biết là gây bệnh cho người nếu nó được xác nhận là mầm bệnh, một nghiên cứu cho biết. Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện của họ nhấn mạnh mối đe dọa sức khỏe cộng đồng của coronavirus động vật họ đã thử nghiệm các mẫu tâm bông lấy từ 301 bệnh nhân viêm phổi tại một bệnh viện ở bang Sarawak, miền đông Malaysia. Tám trong số các mẫu chủ yếu là từ trẻ em dưới 5 tuổi cho kết quả dương tính với coronavirus ở chó. Giải trình tự bộ gen sâu hơn cho thấy chủng mới. Được đặt tên là CCOVHOBN2018, có chung đặc điểm của các coronavirus khác, được biết đã nhiễm bệnh cho mèo và heo nhưng hầu hết giống với chủng được biết là đã nhiễm bệnh cho chó nó cũng chứa một đột biến hoặc mất đoạn di truyền không được tìm thấy ở bất kỳ loại coronavirus nào ở chó đã biết nhưng có ở các chủng ở người như SARS-CoV và SARS-CoV-2 loại virus gây ra đại dịch COVID-19 nguồn gốc của coronavirus SARS-CoV-2 dù là động vật hay loại khác vẫn chưa rõ ràng Người ta vẫn chưa rõ liệu virus này có thể gây bệnh cho người bệnh hay không. Lưu ý rằng có thể nó chỉ đơn thuần được mang ở trong đường thở của bệnh nhân mà không gây bệnh. Có 7 loại coronavirus được biết là gây bệnh cho người, 4 loại gây cảm lạnh thông thường và 3 loại gây ra các bệnh SARS, MERS và COVID-19. Một số cập nhật khác về tình hình COVID-19 trên thế giới. Tính đến chiều thứ Sáu, hơn 165,6 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu được báo cáo đã hơn 3,4 triệu người. Pfizer và BioNTech đã cam kết vào ngày thứ Sáu sẽ cung cấp 1 tỷ liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia nghèo hơn trong năm nay và 1 tỷ khác vào năm tới. Trong khi đó, Liên minh vaccine Gavi đã ký một thỏa thuận mua 200 triệu liều vaccine Johnson Johnson để ủng hộ COVAX nhằm phân phối vaccine cho các nước nghèo. Đài Loan đã báo cáo 312 ca bệnh mới vào hôm thứ Sáu trong đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch. Bộ trưởng Y tế Chen Xin Chung cho biết hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều có nguồn gốc rõ ràng, nhưng 72 trường hợp mắc mới dường như không liên quan đến các ca lây nhiễm trước đó tại châu mỹ argentina sẽ thắt chặt các biện pháp khóa cửa để chống lại đợt sóng covid thứ hai vì đa số bệnh và số ca tử vong hàng ngày đã đạt mức cao mới trong tuần qua ở châu âu tây ban nha đang dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách đến từ vương quốc anh bắt đầu từ thứ hai nói rằng khách du lịch anh đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế tây ban nha các hạn chế đối với việc đi lại từ nhật bản cũng được dỡ bỏ Cập nhật nhanh về đồng đô la và tỷ giá hối đoái. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, 1 Canada bằng 0,8291 Mỹ Kim và bằng 0,6805 Euro theo Bank of Canada. 1 Canada bằng 19.072 đồng Việt Nam theo XC.com vào cuối ngày thứ Sáu. Giá dầu thô WTI là 63.58 Mỹ Kim một thùng. Giá dầu Brent là 66.73 Mỹ Kim một thùng giá vàng giao ngay ở mức 1880.30 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 22 tháng 5 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị subscribe miễn phí và nhấn nút chuông ngay kế bên để nhận được thông báo về các video mới nhất. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video về tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và khích lệ của quý vị bằng cách giao lưu với ban biên tập chúng tôi thông qua phản hồi, comment mang tính xây dựng, chia sẻ, share video của Culture Channel cho nhiều người quen. Và mỗi khi xem bản tin, đều nhớ bấm like nếu các bạn thấy thông tin hữu ích. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.